Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại với kênh video xem nhé. Hôm nay mình sẽ tổng hợp top 5 xe đường trường carbon nha. Đầu tiên là thú tê giác thì đương nhiên rồi mọi người à. Vậy cái skill của con thú tê giác này làm gì mà mọi người cho nó vào gara luôn rồi à? Đương nhiên rồi, đối với những dân newbie á, mà hồi xưa con này chạy cũng được, nhưng mà này chạy rất là yếu, hầu như là nó cũng không thuộc cái map nào cả mọi người à. Có thể dành cho map đường trường thôi, chứ map ngắn là thua luôn. Năng lực đổi hướng đường trường không rip rất là mạnh luôn, mỗi lần dùng boost hai lần có 30 mấy % ấy. Bên này biết bay này bị lệch mất cái số phần trăm này. Nhiều quá, nó dài quá, nó không có khách hàng xuống. 38 hay 39% trong vòng 6 giây, sức mạnh tăng mid boost 7% và tốc độ tối đa cơ bản cộng 3 km/h. Thì thấy mình thấy skill này rất là phế, mỗi lần dùng boost hai lần mà chỉ có 30 mấy % thì biết bao giờ nó mới phát động ha mọi người. Đặc biệt là những cái map bay kéo boost thì hầu như nó không hoạt động luôn. Được cái thì cái màu bô rất là đẹp luôn, mình thích cái màu bô màu xanh lá. Mình rất là thích màu xanh lá hay xa lánh ấy. Chạy cũng tạm ổn thôi, chống đụng yếu lắm mọi người à. Rhino thì không có con nào sợ để mình nói cho mình một cái ấn tượng cả, dù là series carbon, ngay cả là quy chương quang speedback, thậm chí là cả kim cương không nào ngon nữa. Ngay cả T4 nó cũng bị ghẻ lạnh rồi mọi người, sao mà con này có thể lấy đồng được người chơi, đặc biệt là những anh em chân cày mà newbie. Này ra mắt hồi khoảng 2 năm trước rồi, lâu lắm rồi, nên là cũng ít người săn lắm. Thời đó thì cũng chưa có bung carbon nhiều cả. Ôi bỏ ra 100 mấy kim cương săn thì có lộn 100 mấy ca carbon cũng chua lắm, săn trong vé xanh nha mọi người. Xếp con này là top 5, nghĩa là top cuối luôn rồi, yếu quá yếu rồi mọi người à. Nhưng mà cũng có một số con sẽ có sự sai số khi mà mình làm ra cái bảng xếp hạng trong video ngày hôm nay. Mong anh em có thể bình luận giúp mình là con nào là mạnh nhất trong top 5 xe carbon này mà newbie và dân cày thường hay chạy nhất. Hồi nãy là mình gắn gượng đó mọi người. Top 4 nó chính là hiệp sĩ bóng đêm. Con này ra mắt thì nhiều người đánh giá cao, sử dụng cũng nhiều. Và sau một thời gian dài sử dụng như đấy thì em này cũng đã chính thức đưa vào gara nghỉ ngơi rồi mọi người à. Mỗi 3 lần sử dụng đi chô thì tốc độ tối đa bản con này cũng rất là cao, ngon lắm. Cũng có sức mạnh cơ bản nó cộng vào nữa mà mọi người. Để mình đọc lại skill cho mọi người nha. Nhận ngay 10% tích nitro trong vòng 7 giây, tốc độ nitro cao nhất cộng 4 km/h sau 3 lần sử dụng nitro. Và đương nhiên rồi, rip linh hoạt và nâng cao rip miniboost. Con này đã xuất hiện miniboost sớm cho mọi người luôn. Màu sắc thì cũng khá là giống với song thần phiên bản màu đen, chưa có đổi màu ấy. Cũng có nhiều người nói là y chang con Lushadow, cũng hơi hao hao giống này thôi, như là cái màu sắc và cái thiết kế như thế. Tới tận thời điểm hiện tại cũng có vài con giống y chang Lushadow. Lushadow cũng như là cái hình mẫu cho những anh đàn em xe sau này noi theo và làm theo. Khi bí ý tưởng quá làm đại thôi, nhào qua nhào lại thôi. Chuyển hướng này ở mức là ổn, đương nhiên nó sẽ không bằng thú tê giác đó. Thú tê giác anh em thấy là chuyển hướng rõ rệt lắm, ghê lắm, và nó cũng ghi trong skill mà. Năm bom, trong đó thì thú tư giá chỉ có 4 bom. Tại sao mình xếp top 4 mà không phải là top 2, top 1? Anh em biết mà, thời điểm tại cũng đâu ai lấy con này. Và nếu như mà anh em dân cày đã từng săn qua newbie không có xe để chạy thì con này vẫn là lựa chọn khá là ổn áp. Top 3 đó chính là chiến thần GT. Em này đây, chiến thần GT này ra săn quá trời luôn. Và đây là một con xe đầu tiên săn trong vé xanh carbon, nhưng mà cái vòng y chang là ước nguyện chồm sao luôn mọi người, nhưng mà dạng carbon. Ôi lần đầu tiên luôn, và cũng là lần duy nhất cho đến thời điểm hiện tại, nó không có xe A nào tiếp đến là cái vòng quay này cả. Mỗi 4 lần sử dụng nitro vào trong vòng 7 giây, tốc độ tối đa cộng 5 km/h, và cứ mỗi giây tự động thu phí 4% nitro trong vòng 7 giây đó. Theo như mình thấy thì dành cho những cái map nào mà đường trường dài như là cái map này, mặc dù là map bay nhưng mà nó không có bay liên tục mọi người. Có những con skill như thế này hoạt động cũng rất là ổn, chuyện ngon có gì cả, đâu phải là kéo bước liên tục đâu mọi người. Quan trọng là cái cốt cuối như thế này nó có bay qua nổi không đây. Và thành công rồi, cũng đâu có sợ gì cả. Xe A này trong series ngày hôm nay thì chỉ có mình này như là 6 bô hay sao ấy. Mình coi top 1, top 2 coi có phải là 6 bô như con này hay không đây. Chuyển hướng tiếp rất là đậm, không quá là nặng nha mọi người.
và nó có cả tôm cánh, như là một con xe cúp kim cương vậy, thề luôn. Với là những cái thiết kế xe carbon thời điểm mà chiến thần GT này ra, chỗ nó nói y chang kim cương thôi, mình cứ tưởng là kim cương không mà nữa. Thôi là cho anh em dân cày newbie và những người không có tiền như mình thì con này vẫn là sự lựa chọn ổn khắc ở thời điểm hiện tại. Ấy da, chiếc 27 là ngon ha. ZinSpeed Mobile, tốc độ bộc lộ kỹ năng.